Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày chủ nhật tốt lành. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin thời tiết đầu giờ sáng nay. Thưa quý vị, khối không khí lạnh có cường độ ổn định khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc trong mấy ngày vừa qua đã bắt đầu suy yếu. Vì vậy mà đêm ngày hôm qua các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ nằm sâu trong khối không khí lục địa có bản chất khô nên chỉ có mưa ở một vài nơi với lượng không đáng kể. Nên nhiệt độ tiếp tục có xuống tăng lên và trời ấm lên so với đêm ngày hôm trước khoảng 1 đến 2 độ. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục chịu tác động của những nhiễu động trong đời gió đông trên cao nên có mưa ở nhiều nơi, một số nơi có lượng mưa khá lớn. Khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác với lượng không nhiều nên nhiệt độ ít thay đổi. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục chịu tác động của các nhiễu động trong đời gió đông trên cao nên những đám mây đối lưu không những chỉ được hình thành trên khu vực mà còn được gió đưa từ biển thổi vào gây mưa rào và rông nhiều nơi một số nơi có lượng mưa tương đối lớn nên nhiệt giảm nhẹ. Tuy không chịu tác động trực tiếp nhưng các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng bị ảnh hưởng của các nhiễu động trong đời gió đông nên ban ngày trời có nắng nhẹ. Đến chiều tối và đêm thì một vài đám mây đối lưu cũng được gió đưa đến và gây mưa mưa rào cho một số nơi nên nhiệt độ ít biến đổi. Thưa quý vị, trong khi đó thì vào sáng ngày hôm nay tại các tỉnh Bắc Bộ nhiều nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 đến 18 độ ở đồng bằng và trung du riêng khu vực vùng núi nền nhiệt thấp hơn khoảng 2 độ. Khoảng sau 8 giờ sáng sương mù tan dần, đồng thời nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Đến gần trưa thì mây giãn mỏng, trời hứng nắng và nhiệt độ đạt mức cao nhất trong khoảng từ 12 đến 14 độ và nhiệt độ khoảng từ 12 cho đến 24 độ. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ thì trời còn nắng và nhiệt độ cao hơn phần phía đông từ 3 đến 5 độ. Đến chiều tối và đêm thì nhiệt độ lại giảm xuống và ở mức từ 16 đến 19 độ. Riêng vùng núi có nơi dưới 15 độ trời tiếp tục ấm hơn so với đêm ngày hôm qua. Cùng với sự suy yếu của không khí lạnh, tại các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, quá trình tăng nhiệt cũng đã diễn ra, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi với lượng không đáng kể. Ban ngày thì trời còn nắng nhẹ và nền nhiệt cao nhất đạt khoảng từ 23 đến 25 độ. Tiếp theo sẽ là dự báo chi tiết cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 21 đến 24 độ, có nơi từ 26 đến 28 độ, nhưng thấp nhất vào khoảng từ 15 đến 18 độ. Khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 12 cho đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Tiếp theo đến với khu vực Hà Nội và vùng lân cận trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm sẽ có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng và gió nhẹ nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 22 đến 24 độ, thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ. Tiếp theo xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây và sẽ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 17 cho đến 18 độ, cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Tiếp theo xin được mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời tiết tại khu vực Trung Trung Bộ. Khu vực này trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió đông bắc khu vực này cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 27 độ. Khu vực Nam Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 25 đến 28 độ, thấp nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên, khu vực này mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nền nhiệt cao nhất vào khoảng từ 25 đến 28 độ, thấp nhất về đêm sẽ phổ biến trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông ở một vài nơi, gió nhẹ, nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 21 đến 24 độ, cao nhất phổ biến từ 28 cho đến 31 độ. Khu vực Tây Nam Bộ trời nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 31 độ. Cuối cùng xin được chuyển sang khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông ở một vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, nền nhiệt dao động trong khoảng từ 24 đến 28 độ tại khu vực quần đảo Trường Sa cũng sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc khu vực này cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nhiệt độ ngày đêm sẽ phổ biến trong khoảng từ 25 đến 29 độ. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời ấm áp. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và có rông. Khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì sẽ có mưa rào và rông rải rác, nền nhiệt tăng nhẹ bản tin dự báo thời tiết sáng nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chúc quý vị một ngày rằm tháng riêng thật vui vẻ xin kính chào và hẹn gặp lại